Chào bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với challenge ngày số 24. Hôm nay chúng ta sẽ có hai bài. Bài đầu tiên đó là sẽ viết một hàm JavaScript có tên là get current date để lấy ra ngày hiện tại và hiển thị nó theo kiểu đó là day month year. Có một yêu cầu đặc biệt đó là hãy đảm bảo là ngày và tháng sẽ luôn có hai chữ số. Ví dụ là ngày số 1 thì sẽ hiển thị là 01. Ok, ở đây mình có hai cái output example. Ví dụ như ngày là 14 tháng 9 thì mình sẽ hiển thị là 14 này, 09 này, 2024. Nếu là ngày mùng 5 tháng 1 thì sẽ hiển thị là 05 01 2024. Tiếp theo thì đó là bài Playwright. Thì với bài này chúng ta sẽ truy cập cái trang demo.playwright.dev API mocking và chúng ta sẽ sử dụng cái kỹ thuật mocking trong Playwright để chúng ta custom danh sách các loại quả trở thành cam, táo và xoài. Tức là chúng ta làm sao ấy, để mà cái test của mình khi mà truy cập vào nó sẽ hiển thị ở đây nó không phải là strawberry nữa, nó sẽ là cam, nó sẽ là táo và nó sẽ là xoài. Đó, mình sẽ thử custom để bạn biết cái output như nào nha. Táo đúng không, và ở đây sẽ là xoài. Đó, xoài bớt đi. Ok, đây là sau kết quả của bạn ra được cam táo xoài như này thì là chính xác nha. Ok, và đó là challenge của ngày số 24. Mình cũng thấy rất nhiều bạn có pull request rồi thì các bạn hãy chịu khó làm bài hơn và fix những cái comment mà mình đã comment nha. Cũng có khá nhiều comment cho các bạn. Ví dụ như tên file này thì nó phải là chấm spec chấm ts, các bạn thì có bạn thì nhầm là chấm spec t chấm ts, có bạn thì là chấm spec chấm js. Các bạn sửa lại cho đúng nha. Rồi, cảm ơn bạn.